có mặt tại Định Quán Đồng Nai gần đó. Đủ dầu rồi, được rồi. Về tưới đủ chưa? Tiếc rồi. 8 tấm này chạy râm râm là chạy đủ 4.000. Này là chuyên dụng cho năng lượng mặt trời nên nó mới có cái này thôi. Quay trở lại với kênh Solo Bơm Hạnh nha. Nay mình đang có mặt tại Định Quán Đồng Nai, gần đá Ba Chồng. Ngay chỗ dốc 12 các bạn. Mình lắp một hệ bơm 3 ngựa, chạy với 8 tấm pin. Ở đây gần chỗ cái cô Tuyết. Ở trước mình có lắp một con bơm 5 ngựa. Này lắp cho con của cô là con bơm 3 ngựa thôi. Pin này vừa cố định lên cái mái nhà nè. 8 tấm, dưới đây 3 tấm, ở giữa 2 tấm, trên đó 3 tấm nha các bạn. Đây là con bơm Rifu 3 ngựa. Bơm này thả khoảng 40m. Tương đương nếu mà chạy đạt tốc độ đạt được khoảng 10 khối các bạn, 10 đến trên 10 khối đấy. Nắng dịu dịu thì nó chạy được 2.400 mà. 2.490. Ủa lại lấy nước từ ở đâu rồi ta? Biết phải thử mới biết được chứ. Ủa, nó chạy đi đâu mà lâu vậy? Chạy lên tại lên trên hết giường luôn á hả? Lên tới đầu đường á. À. Lên trên kia. Mà mới đẩy ngược xuống. Mới 2.000 thôi. Con này chạy tới 4.000 lận. Chưa tăng lên rồi. Nắng dịu dịu mà, nắng có mây mù che mà. Đâu ở đâu chạy hết tả rồi. Nhưng mà mới có nắng này nó thế nên cũng. Nãy giờ chưa có nắng. À, giờ mới tới nha. Hết có nhiều và nhiều á. Này ống 40 do chạy khắp vườn rồi. Vườn thử đảo không? Phải thử chứ. Thử chiều bay có đúng chưa? Thử chiều kia coi anh Dương ơi. Thử chiều kia coi mạnh hơn không? Còn không thì nó chỉ nắng chỉ vậy chạy vậy thôi. Phải thử mới biết, không thử sao biết. Bây giờ để đảo chiều kia thử nha mà. Giờ mạnh hơn rồi nè. Giờ mới đúng nè. Chạm bao nhiêu rồi? 3.900 luôn rồi hả? 3.900 rồi nè. Được chưa chị chủ?
chị chủ cứ cười không à, vô lấp thì sáng giờ cứ cười không. Qua một hồi thăm nữa chứ. Đó là mới cười chứ. Con nước cười, cái nước cười khoái này đấy. Cái này này là khỏi đổ dầu rồi, được rồi. Về tưới đủ chưa? À, đẹp chưa? Đó, chạy 3.900 là full tải rồi đó. Thích không? Hả? Thích rồi, ở đây là nhiều nhiều hoa không các bạn? À. Ban chín luôn anh. Nắng dịu dịu ban chín rồi các bạn. Thấy đẹp không? Vừa quay không? Muốn, cho... muốn chạy thì on cái này lên chạy, muốn tắt thì ốp này xuống rồi tắt, okay. Xong không phải làm. Còn nếu mà căng bét rồi cái này mình tăng nhanh tăng chậm nè. Giảm xuống cái này giảm nè. À, tăng nè. À có tăng hả? À, tăng hết cỡ là 4.000 nha. Là mình cứ tưới thôi. À, cứ tưới thôi. 8 tấm này chạy râm râm là chạy đủ 4.000 rồi. Okay. Không phải lo. Vậy ha. Ừ, bình thường là 7 tấm là đủ căng rồi đó. Ở đây có chừa cho chị một cái nè. Cái này ha, để dễ dành mình có di dời đồ này kia thì mình tháo. Dạ, nhưng mà dạ. Để dành cho mình cái đó. Em ghê ha, không có giống của bà già, bà già cô. Ồn quá ha. Ồn ào ghê luôn á. Cái này là, em này là chuyên dụng cho năng lượng mặt trời nên nó mới có cái này thôi. Còn nếu mà mình muốn xài theo kiểu mà chạy bơm kia là phải giống như bên bà già cái rồi. Ồn ào. Cái này không ồn ào, cái này là ok. Khoái rồi không? Quá tuyệt vời ha. Tuyệt vời thì chỉ cho những người xung quanh người ta dùng với. Tuyệt vời không mặt trời.